xô không. Sắp vô bày cái nhộng nữa. Cái sóc rồi. À, quá nhiều luôn rồi. Cái sằng gần tới bầy nữa rồi, gần tới bầy nữa rồi. Qua cái chai chà bá lửa luôn. Qua, này muốn bọc rồi, hết kết rồi, hết kết luôn chứ bự. Chung là cái đồ cái giả này cái xô rất là nhiều luôn nha. Trời luôn á. Hai mã nè. Hai mã rồi. Cũng xinh ta. Coi nha cả nhà. Cá có mực có lại gai. Cho nó đi. Nó giúp cho nó đi.
hành rất là giỏi luôn. Cái này về em kêu thầy trưởng cho cô Nam thêm điểm nha. Nam giỏi lắm. Nó lựa là không thấy tay luôn. Lấy gói nón rồi con, dễ thấy cá lựa. Vậy. Thì để nó giùm sụp với tối tôi lột của nó đi cho nó mát cái đầu. Hết chân kết mình phải vô bọc muối luôn nha. Nghe có trên á 40-50 ký. Giá này mực cũng nhiều luôn nha. Giá này có 100 mấy ký mực. Nằm sau kết cũng gần 20 ký. Giờ xuống giờ hầm muối cá nha.
khá là nhiều ha. Nên làm phải giấy. Xong bữa cơm.